Tôn thượng à, ta nghe nói người chính là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết, tu vi thâm hậu. Ta tìm người lâu lắm rồi để có thể gặp được người. Ngày nào ta cũng khắc khổ tu luyện, tích lũy được nhiều linh lực lắm đó. Người có thể giúp ta một chuyện được không? Đây là bạn tốt nhất của ta, tên là Nhục Nhục. Người có thể cứu sống cô ấy không? Các ngươi sẽ gặp nhau được nhanh thôi. Có điều cuối cùng vẫn phải quyết biệt thôi. Thật sao? Đa tạ tôn thượng. Chỉ cần có thể gặp được cô ấy, ta không còn gì cầu mong nữa. Tiểu nữ mạo phạm rồi, mong tôn thượng giải khai phong ấn. Đa tạ sư tôn. Cha, Mịch Nhi à, xem ra phong ấn đã được giải rồi đó. Chỉ có điều đại kiếp này. Không sao đâu. Tôn thượng không phải đã cho con nén hương rồi sao? Hơn nữa có cha và dì Lâm Tú bảo vệ cho con, con chắc chắn sẽ không sao đâu. Được rồi, lần này đi thật sự là đen đủi, còn biết tin rằng mình sẽ chết sớm nữa chứ. Vậy Nhục Nhục là ai? Nhục Nhục là bạn tốt nhất của con. Chỉ có điều bây giờ cô ấy chỉ còn lại chút thịt này thôi. Nhưng không sao đâu, vừa rồi tôn thượng cũng nói con sẽ gặp lại cô ấy sớm thôi. Hiếm có một người bạn mà Mịch Nhi trọng tình nghĩa vẫn lưu giữ trong tim. Được rồi, cha phải hạ giới làm mưa. Con về thủy kính đợi ta, tuyệt đối không được chạy lung tung đó. Con biết rồi, cha đi đường cẩn thận. Cô là Cẩm Mịch tiên tử đó sao? Không biết người đạo hữu nói có phải là ta không? Không biết thiên giới có tiên hữu nào cùng tên với ta không? Đừng để hiểu lầm. Là vì có hôn ước với dạ thần đại điện hạ. Nói vậy thì ta đúng là Cẩm Mịch mà ngươi nói đó. Tại hạ có một chuyện muốn hỏi tiên tử, xin tiên tử thứ cho tại hạ mạo muội. Không sao, ngươi hỏi đi. Phụ thân ta nói dù là thiên giới hay là nhân gian, nam tử năm thê bảy thiếp mới là đại trượng phu. Sau khi dạ thần điện hạ lấy cô, không biết còn có thể lấy thần tiên khác hay không. Cẩm Mịch tiên tử liệu có để ý hay không? Đó là việc của dạ thần điện hạ, không liên quan đến ta. Ta không để ý đâu. Thiên binh râu dài này không phải là thích tiểu ngư tiên quan đó chứ? Không biết dạ thần điện hạ thích nữ tử như thế nào. Ta chỉ nhớ tiểu ngư tiên quan từng nói thích ta, nhưng ta chưa nghe hắn nói hắn thích thần tiên như thế nào nữa. Chắc là hắn thích kiểu người như ta đó. Có điều vì sao ngươi lại hỏi chuyện này? Tại hạ có một người bạn vẫn luôn ngưỡng mộ dạ thần điện hạ. Có điều chuyện tình yêu ta cũng không hiểu rõ lắm đâu. Hay là bảo bạn của ngươi tới hỏi Nguyệt Hạ tiên nhân đi. Về phương diện này thì ngài ấy hiểu rõ nhất đó. Bái kiến quả thần điện hạ. Ngươi là thiên binh mới tới sao? Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi? Thuộc hạ ở dưới trướng của dạ thần. Nếu là thuộc hạ của dạ thần, sắp tới đêm rồi đó, sao lại không đi chuẩn bị đi? Ngươi ở đây làm gì? Dạ thần điện hạ nói có thể kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Nên nghỉ thì thuộc hạ đi chuẩn bị trực đêm bây giờ đây ạ. Đi đi. Tiểu Cẩm Mịch, ngươi quả nhiên giữ chữ tín. Nhanh vậy đã tới thăm ta rồi sao? Thăm bé Phượng nữa. Hồ Ly Tiên, bái kiến thúc phụ. Ngoan. Tiểu Cẩm Mịch à,
Từ khi ngươi thật sự trở thành một đóa sương hoa, càng ngày càng gầy gò mảnh mai, không bằng một quả bồ đào tròn mập mạp xưa kia, béo chút mới đáng yêu chứ. Bé Phượng à, giao cho cháu một nhiệm vụ, dẫn nó về cung, bồi bổ cho nó đi. Bây giờ nàng có nhiều chỗ dựa lắm đó, không tới lượt của cháu lo đâu. Ngài còn nói ta sao? Vậy ngài thì sao? Ngài thân là một hồ ly tiên, vì sao cả người chỉ có một cái đuôi thôi? Ta nghe nói linh hồ có 8-9 đuôi. Huống hồ ngài là đệ nhất thần hồ trong thiên hạ, sao ngài lại không có vậy? Ngươi không thấy có 9 cái đuôi trông rất ngốc nghếch sao? Vậy sao? Nếu ta cứ để đuôi quệt xuống đất mà đi, sẽ giống như một cái chổi di động đó. Nếu ta dựng đuôi lên, không phải sẽ giống một con công xòe cánh hay sao? Không, là tuệ hòa biết xòe đuôi. Tuệ hòa. Ngài như bây giờ vẫn thuận mắt hơn. Đúng vậy đó. Điện hạ, đừng có nói xấu người ta sau lưng. Thấy chưa, nói khổng tước là khổng tước đến. Trùng hợp quá, di mẫu gọi ta tới Hàn Nguyên, vốn muốn sau khi bái kiến người sẽ tới Tây Ngô Cung thăm hỏi, không ngờ lại gặp điện hạ ở đây. Bái kiến Nguyệt Hạ tiên nhân. Tuệ hòa xin hành lễ với người. Ngoan. Ta nghe nói dạ thần và trưởng nữ của thủy thần có hôn ước, dạng sự đã chuẩn bị xong, chỉ đợi có gió đông thổi tới. Bây giờ Cẩm Mịch tiên tử đã có gió đông rồi, trùng hợp lại là con gái của quả thần, đúng là trăm hoa đua nở. Không biết đã định ngày thành thân chưa? Đại yến lúc đó đừng quên mời ta đó. Ngày thành thân sao? Chắc là nhanh thôi. Mẫu thần đang đợi muội đó, đừng để mẫu thần đợi lâu quá. Điện hạ nói chí phải, tuệ hòa xin cáo từ. Cẩm Mịch à, khi nào định xong ngày nhớ báo cho ta đó. Nhất định rồi, yên tâm đi. Sao ngươi lại dùng vẻ mặt đó nhìn ta chứ? Ta hỏi nàng, nàng thật sự muốn thành thân với Nhuận Ngọc sao? Không được sao? Mọi người đều rất vui mà. Cha và dì Lâm Tú cũng đã đồng ý, đều thấy rất là tốt. Vì sao mỗi lần ngươi nghe thấy hôn sự của ta đều có vẻ mặt như vậy? Húc Phượng à, con bé này tốt gì mà tốt chứ. Ngươi nên ở cạnh Húc Phượng. Ngài thấy hắn tốt sao? Vậy ngài hãy ở cạnh hắn đi, ta sẽ không cướp của ngài đâu. Yên tâm, ngươi... Bé Phượng à, bé Phượng. Phượng Hoàng, ngươi không sao đó chứ? Không sao, chẳng qua là di chứng của nọc độc trước đây để lại thôi. Cố chịu một lát là hết. Nếu có bệnh thì phải chữa trị kịp thời chứ, sao có thể cố gắng chịu đựng được chứ. Thúc phụ đưa cháu tới tìm lão quân. Hồ Ly Tiên đừng dội, ta có thể cứu hắn. Ngươi sao? Ngươi học chữa bệnh từ bao giờ vậy? Đây là cháu trai cưng nhất của ta đó. Ngươi đừng có làm bậy nha. Ngài yên tâm đi, chỗ ta có một dạ u đằng tổ truyền, chuyên trị nọc độc mà. Thánh thảo qua giới. Không ngờ ngươi còn có cả cái này đó. Được rồi, nhanh lên, chúng ta mau đưa nó về Tây Ngô Cung. Được, đi thôi. Tiểu Cẩm Mịch à, bé Phượng giao cho ngươi đó, chăm sóc nó cho tốt đó. Yên tâm, cứ để ta lo. Cũng may ta đem dạ u đằng lần trước trồng được làm thành viên nén, nếu không ta cũng thật sự bó tay chịu thua. Ngươi tỉnh rồi sao? Đây là nước già u đằng ta mới làm cho ngươi đó. Nếu ngươi đã tỉnh lại vậy thì tự uống đi.
ngươi bị sao vậy? Đau đầu quá. Đau đầu hả? Lúc nãy không phải ngươi đau ngực hay sao? Sao bây giờ lại đau đầu rồi? Tóm lại là đau toàn thân. Ta không biết đau ở đâu nữa. Đây chính là ác giả ác báo mà người đời thường nói. Ai kêu ngươi thường ngày ý mình có linh lực cao nên bắt nạt ta? Nàng nói cái gì? Không có gì hết. Để ta dìu ngươi ngồi dậy uống hết chỗ thuốc này nha. Sao vậy? Nóng quá. Lại sao nữa rồi? Đắng quá đi mất. Bây giờ thử xem sao. Lại làm sao nữa đây? Quá cái gì? Ngươi không muốn uống chứ gì? Nếu ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ dùng cách lần trước đút cho ngươi uống đó. Ngươi dạ u đằng của nàng có phải để lâu quá nên thuốc hết tác dụng rồi không? Tại sao ta uống xong vẫn thấy khó chịu thế này? Không thể nào đâu. Ngươi sao vậy? Bây giờ ngực ta rất là đau. Phải làm thế nào đây? Hay là để ta xoa bóp giúp cho ngươi nha. Được đó. Nằm xuống đi. Cuối cùng cũng ngủ sai rồi. 5 lần. Cả buổi tối ta phải trồng. Dạ u đằng đúng 5 lần. Mới yên ổn. Đúng là tan hại hết của trời. Thì ra nàng vẫn còn quan tâm đến ta vài phần. Người nói xem, người chết thì cũng chết rồi, sao tròng mắt còn cử động qua lại chứ? Không đúng, không đúng. Ngươi phải để tròng mắt trắng, lè lưỡi ra, cổ phải cứng đờ gục sang một bên, biết chưa hả? Nhìn ta đây nè. Tròng mắt trắng, lè lưỡi ra. Làm đi nào. Lông mày của ngươi cũng không đúng. Lông mày của ngươi phải thụt xuống một chút. Như vậy nè. Ngươi nói xem, đường đường là một thần thú, sao ngay cả việc giả chết ngươi cũng không biết? Sao ngươi lại ngốc vậy chứ? Ngươi làm gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Chính là như vậy đó. Duy trì nha. Nín thở vào, đừng có động đậy. Lần này giả chết không tệ đâu. Chết cũng tốt lắm đó. Điểm thú, ngươi cứ tiếp tục chết vậy đi. Con yểm thú này, nó chết rồi. Chết rồi sao? Nàng
Không tồi đâu. Có được 5 phần chân truyền của ta rồi đó. Tiếp tục cố gắng đi. Vì để khích lệ ngươi, ngày mai ta sẽ đổi món khác cho ngươi ăn. Ngươi thấy bắp cải thế nào? Thì ra là Mịch Nhi nàng, cái gọi là đọc hàng ngàn hàng vạn quyển sách cũng không bằng một bản lĩnh ứng biến tùy thân. Ta thấy con tiểu thú này yếu ớt, sợ sau này sẽ bị các loại thần thú khác ăn hiếp. Vậy nên ta đã dạy cho nó bí quyết độc môn của nhà họ Cẩm ta. Tất cả các kỹ xảo phòng thân trên trời dưới đất cũng không có tác dụng bằng chiêu giả chết này hết, có phải không? Tiểu ngư tiên quan, ngươi muốn học không? Hay là ta cũng dạy cho ngươi nha? Ta không học đâu, cũng sẽ không để cho nàng học. Chỉ cần ngày nào ta còn ở bên cạnh của nàng, ta sẽ bảo vệ cho nàng mạnh khỏe bình an ngày đó. Tuyệt đối sẽ không để nàng có chút cơ hội nào sử dụng bí quyết độc môn nhà họ Cẩm. Tiểu ngư tiên quan, ánh mắt của ngươi giống như uống hết một bình rượu hoa quế vậy đó. Hay là ngươi trúng ma chướng gì rồi? Cha, Thủy Thần Tiên Thượng, Mịch Nhi à, đêm qua con đi đâu vậy? Đêm qua sao? Đêm qua con đi, nghe nói dạo gần đây thúc phụ rất thích coi trích đoạn kịch. Hôm qua nhân viên phủ có hát kịch, Mịch Nhi và thúc phụ xưa nay rất hợp ý nhau, chắc là được mời đến phủ xem kịch rồi đúng không? Đúng đó, hôm qua con đi nghe kịch. Nguyệt Hạ Tiên Nhân thích đông vui náo nhiệt lắm. Lần sau cha đi cùng con đi. Nguyệt Hạ Tiên Nhân thấy cha nhất định sẽ rất là vui. Tính ta thích yên tĩnh thôi, mấy tiếng ồn ào náo nhiệt ta không chịu nổi đâu. Nếu con thích thì cứ đi. Hôm nay qua giới không có mưa, sao lại xuất hiện cầu vồng vậy? Mịch Nhi ham chơi, con sợ nàng không tìm thấy đường về nhà nên đã dùng hơi nước bắt thành cầu vồng. Làm như vậy thì dù cho Mịch Nhi có ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đường về nhà. Nàng ấy sẽ nhớ đến phía cuối cầu vồng này còn có một người. Còn có một con yểm thú đang lặng lẽ chờ nàng. Nó có chỗ nào giống đang lặng lẽ chờ ta đâu. Dạ thần điện hạ, thật không dám giấu, vốn dĩ ta muốn hủy hôn ước của cậu và Mịch Nhi. Có điều mấy hôm trước ta đi ngang qua Bắc Thiên Môn, tình cờ gặp hai đứa đang giải bày tâm sự. Tuy ta rất ghét thiên gia, nhưng lại không thể để con gái của mình dẫm lên vết xe đổ của mẫu thân nó. Bây giờ tâm nguyện duy nhất của người làm cha như ta là muốn con và người mình yêu sớm thành người một nhà, sống hạnh phúc suốt đời này. Trên thế gian này chân tình khó kiếm. Mấy ngày nay thấy dạ thần thành tâm thành ý đối xử với con, người làm cha như ta cũng an tâm. Dạ thần tính cách ôn hòa, làm việc chu toàn, là một người đáng để gửi gắm. Mịch Nhi vô tư, ngày sau dạ thần phải khoan dung nhiều hơn. Mịch Nhi à, nếu con đã đem lòng yêu mến dạ thần thì phải một lòng hướng về nó mới có thể lâu dài. Đừng khiến cho dạ thần phải lo lắng gì con, biết chưa? Dạ biết rồi. Nhuận Ngọc nhất định sẽ không phụ phó thác của tiên thượng, chăm sóc tốt cho Mịch Nhi. Mịch Nhi và tiên thượng vừa nhận nhau, cha con tình thâm nên ở cạnh nhau nhiều hơn. Vậy Nhuận Ngọc cáo lui trước. Đi nào yểm thú. Đi thôi cha. Dạ thần tính tình hiền lành, rất là xứng đôi. Xem ra cha rất thích tiểu ngư tiên quan. Mịch Nhi à, về sau cố gắng ít lui tới Tê Ngô Cung, đừng làm dạ thần lo lắng. Tại sao? Mọi người đều là bằng hữu mà, nếu làm vậy chắc Phượng Hoàng sẽ không vui đâu. Quả thần tuy kỳ tài xuất chúng, nhưng hắn ở trên ngôi cao đã lâu, tính cách ngạo mạn, trong mắt không thể chấp nhận một tì vết nào hết. Huống hồ hắn ít có lòng khoan dung nhân đức, mẹ của hắn lại... Thôi vậy. Tóm lại con và Nhuận Ngọc đã có hôn ước, thì phải nghĩ cho cảm nhận của nó, đừng khiến cho nó đau lòng thêm, biết chưa?
quân Tiền Tuyến báo dùng tay bắt Hạ Du sông Dông Xuyên, tay thành chủ và bắc thành chủ ma giới tranh giành địa bàn, chiến tranh liên miên nhiều tháng không dứt, lại là Dông Xuyên. Lẽ nào Tam Dương ma giới lại bàng quan mặc kệ hay sao? Bệ hạ, chúng ta phải sớm ứng phó để tránh tai ương đến thiên giới. Phụ đế, mẫu thần không cần lo lắng. Nhi thần vẫn luôn lưu ý tình hình ở Tiền Tuyến. Hai thành chủ ma giới vốn đã có ân oán, trước nay không chịu quản thúc của Tam Dương. Trước mắt là chỉ có nội chiến, tranh giành địa bàn, vẫn chưa vượt ranh giới. Khởi bẩm phụ đế, nhi thần cho rằng phàm chuyện gì có chuẩn bị trước thì vẫn hơn. Dông Xuyên là biên giới thần ma, dùng đất sung yếu, loạn này có thể lớn, có thể nhỏ, không thể xem nhẹ được. Như thần cho rằng có thể điều một nhóm tinh binh tuần hành Tiền Tuyến, đóng quân ở thượng du Dông Xuyên để ra oai. Lời Húc Phượng nói có lý. Những năm gần đây ma giới hỗn loạn không ngừng. Húc Phượng à, con phải san sẻ lo âu với phụ đế. Thiên hậu bận tâm rồi. Bệ hạ nặng lời quá. Đồ Diêu cũng tĩnh tâm nghĩ lại rồi. Nghĩ đến những việc đã làm, quả thực có chỗ không ổn. Từ nay về sau, Đồ Diêu sẽ trung thành với bệ hạ, trung thành với thiên giới, tận tâm tận lực. Nhi thần nguyện đích thân dẫn binh đến đó canh phòng. Nhi thần cũng tình nguyện đi. Được. Quả thần lập tức đến thiên tướng phủ Ngũ Phương, đích thân điều một nhóm quân tinh nhuệ tiến về Dông Xuyên. Nếu có biến cố, tùy thời cơ mà hành sự. Nhi thần lĩnh chỉ. Sao bây giờ ta lợi hại thế này chứ? Mịch Nhi, cha, dì Lâm Tú, hai người sao lại tới đây? Không hổ là sư tôn. Già Lâm Ấn vừa giải, tu vi của Mịch Nhi quả nhiên tiến bộ thần tốc. Mịch Nhi, con phải cố gắng tu luyện đó. Cha con đã tấu trình lên thiên đế, phê chuẩn con thăng tiên. Thật sao? Đa tạ cha. Cẩm Mịch à, Cẩm Mịch, sao vậy Liên Kiều? Quả đen đến rồi. Con quả cháy khét đó. Phượng Hoàng, hắn ở đâu rồi? Đợi cô ở bên ngoài đó. Khách từ xa đến thăm, phải làm tròn tình nghĩa của chủ nhà chứ. Đi đi. Phượng Quang, Phượng Linh của nàng đâu? Ta tháo xuống rồi. Sao nàng lại tháo xuống? Nó bảo vệ nàng bình an đó. Mau cài lên đi. Cha bảo ta tháo. Nơi này là qua giới rất an toàn. Yên tâm đi. Phải ha? Hiện giờ nàng đã có cha, còn có nhiều người ở bên cạnh nữa chứ. Che chở cho nàng như vậy, ta thì có là gì của nàng đâu. Sao lại không là gì? Ngươi là... Ta là gì của nàng chứ? Quả thần từ xa đến, sao không vào trong ngồi trò chuyện đi? Cha, tham kiến tiên thượng. Tiểu thần đến chỉ để từ biệt Cẩm Mịch, rồi phải dẫn binh lên đường. Hôm khác nhàn rỗi chắc chắn sẽ đến thỉnh giáo. Tài chơi cờ của tiên thượng, điện hạ chí tài bốn phương, có chí lớn, là phúc của thiên giới. Phượng Hoàng, ngươi phải đi đánh trận sao? Vậy ngươi phải bảo trọng đó. Chỉ là lần này ta đi, không thể tận mắt chứng kiến nghi thức thăng tiên của nàng rồi. Không sao, ta đi ủ một giò rượu hoa quế cho ngươi. Đợi lúc ngươi khải hoàn ta sẽ chúc mừng ngươi. Được. Vì rượu hoa quế của nàng, ta cũng phải sớm ngày khải hoàn trở về.
Lạc Lâm, món này ta vừa mới học làm đó, nếm thử đi. Nàng vất vả rồi. Hôm nay gặp quả thần, có nói rõ ràng với nó chưa? Quả thần hôm nay vẻ mặt hấp tấp, phải xuất chinh ngay. Nếu vào lúc này mà khuyên hắn rời xa Mịch Nhi, sợ là rối loạn tâm tư của hắn, bất lợi cho cuộc chiến. Ta định đợi sau khi hắn khải hoàn trở về, lại tìm cơ hội nói chuyện chân thành với hắn. Thằng bé Húc Phượng, quang minh lỗi lạc, khí khái chính trực, hoàn toàn không giống với cha mẹ của nó. Thấy nó dành tình cảm chân thành sâu đậm cho Mịch Nhi, không hề thua kém Nhuận Ngọc đâu. Nếu không phải nó là con của Thiên Hậu thì vẫn có thể xem là một mối tốt. Cẩm Mịch và Nhuận Ngọc lưỡng tình tương duyệt, huống hồ lại đến mức bàn chuyện cưới gả xong rồi. Bất luận quả thần là con của ai, cũng không nên xen vào giữa hai chúng nó. Tinh linh qua giới Cẩm Mịch, từ chất thông minh, nhìn rõ chân tâm, quy y thái thượng vô cực đại đạo, tấn phong nhất phẩm thượng tiên, mong hành sự hợp với đạo, giữ thanh tu khỏi sa ngã, dẫn bàn thạch với thiên thu, hoàng thiên hậu thổ cùng chứng giám. Coi chừng cảm lạnh đó. Bao giờ chúng ta mới có thể buông bỏ hết những công việc tầm thường này để ngao du tứ phương đây? Đợi ta thống nhất lục giới, chúng ta sẽ sinh thêm hai đứa nữa. Ta sẽ cho con trai kế thừa đại thống, còn con gái sẽ làm qua thần tân nhiệm. Lúc đó chúng ta sẽ gửi tình chốn sơn thủy, ngao du khắp cửu thiên, được không? Tử Phân, con gái của nàng đã trưởng thành rồi, tâm nguyện của chúng ta hãy để nó hoàn thành nốt đi. Thiên đế bệ hạ trao Mão Thanh Liên. Cẩm Mịch tiên tử là di mạch của hoa thần đời trước, theo lý nên kế thừa y bát của người. Hiện nay hoa giới không người đứng đầu, nên gia phong Cẩm Mịch thành hoa thần tân nhiệm. Bệ hạ, khoan đã. Lão quân, có cao kiến gì sao?
Khởi bẩm bệ hạ, trước nay thiên giới chưa từng có ngoại lệ tinh linh trực tiếp phi thăng thành thượng thần. Chuyện này không phù hợp với đạo pháp, mong bệ hạ suy nghĩ lại. Thiên hậu có cao kiến gì hay sao? Bệ hạ, Duyên Cơ tiên tử có chuyện gấp muốn báo. Nếu bệ hạ không ngại hãy nghe trước rồi hãy quyết định, để tránh làm chậm trễ tiền đồ của bọn trẻ. Duyên Cơ tiên tử, người có chuyện gấp gì muốn tấu? Khởi bẩm thiên đế bệ hạ, gần đây thiên tượng xuất hiện dị thường, sinh linh các tộc trong lục giới e rằng sắp gặp phải tai họa. Tiểu tiên tính toán tinh tượng hết lần này đến lần khác, lần ngược lại đến nguyên nhân thì được biết nguyên do chuyện này đều là ở Cẩm Mịch tiên tử. Ta quan đường Cẩm Mịch vẫn chưa thăng tiên, sao có năng lực ảnh hưởng đến thiên tượng được chứ? E rằng Duyên Cơ tiên tử đã đề cao tiểu nữ quá rồi. Có lẽ do người đoán nhầm, cũng chưa biết chừng. Tiểu tiên đã tính hàng trăm lần, nếu không sao có thể dám tấu rõ với lại thiên đế được. Cẩm Mịch tiên tử bản tính lương thiện, nhưng ban đầu vẫn là một thiên mệnh, mất đi nguyên thần. Chuyện này Đẩu Mẫu Nguyên Quân cũng biết. Thủy thần, có chuyện này không? Quả thực sư tôn từng chỉ rõ, mặc dù trước mắt linh lực có gia tăng, nhưng Cẩm Mịch tiên tử lại tu luyện từ tinh linh bậc một. Đầu tiên là không đủ linh lực, tiếp theo là không đủ tôi luyện. Thần nguyên vẫn chưa tu luyện đến mức lô quả thuần thanh mà đã tấn thăng lên thượng tiên hoặc là thượng thần, e rằng gây tổn hại đến thần bản lục giới. Từ đó sinh ra cảnh báo về điểm lạ của thiên tượng. Cẩm Mịch giờ đã khác xưa rồi. Tuy Cẩm Mịch tiên tử từng được các vị tiên dùng linh lực hộ thể, nhưng không thể có được căn cơ ổn định. Điểm này tin rằng thủy thần còn hiểu rõ hơn bản tọa. Nếu đã như vậy, Duyên Cơ tiên tử có cách gì quá giải không? Giải pháp thì dĩ nhiên là có, chỉ là không biết Cẩm Mịch tiên tử có chịu đồng ý hay không. Giải pháp gì? Dĩ nhiên là lịch kiếp đủ sẽ tự động quá giải mà thôi. Lịch kiếp? Trong lục giới, người trần là khổ nhất. Con người sinh ra đã khổ rồi, chỉ cần Cẩm Mịch tiên tử xóa sạch ký ức ở thiên giới, đến nhân gian lịch kiếp 10 năm. Đối với thiên giới mà nói cũng chỉ là 10 ngày mà thôi. Lần này đi một lần là được. Thì ra đơn giản như vậy sao? Vậy dễ thôi, dễ thôi. Có điều thưa thiên đế, thiên hậu, Cẩm Mịch có một yêu cầu quá đáng. Nếu ta thật sự phải đi lịch kiếp, có thể cho ta đầu thai vào thượng cốc được không? Tại sao? Bởi vì thịt lừa nướng thượng cốc nổi tiếng gần xa, Cẩm Mịch thèm thuồng ngưỡng mộ đã từ lâu lắm rồi đó. Cẩm Mịch, chuyện này liên quan đến thần bản, cũng liên quan đến tiên nguyên của Cẩm Mịch tiên tử. Đợi cô ta lịch kiếp trở về, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông thôi. Bệ hạ, ý người thế nào? Thôi được, nếu Cẩm Mịch tiên tử cũng đã đồng ý đi lịch kiếp, thì vì tiên nguyên của Cẩm Mịch tiên tử, cũng vì thần bản của thiên giới, Cẩm Mịch tiên tử có Cẩm Mịch, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. 3 ngày sau hạ phàm, đợi ngươi lịch kiếp trở về là có thể chính thức tấn thăng thành tiên rồi. Dân ạ. Tiên thượng, thiên hậu nương nương có lời mời. Nam đẩu là sinh, bắc đẩu là chết.
Mệnh lý của người phàm bắt buộc phải qua Nam Đẩu, dưỡng Bắc Đẩu, cuối cùng tất cả phải nhờ vào bàn tay che đậy càn khôn của Duyên Cơ tiên tử, không dám nhận, không dám nhận. Mấy nghìn năm nay ngươi luôn tận trung với cương vị, nhẫn nhục chịu khó, bản tọa luôn để vào trong mắt. Ngươi thúc đẩy vận mệnh lục giới, điều hòa âm dương, dĩ nhiên là công lao to lớn, thiên hậu quá khen rồi. Chức trách tại thân, tiểu tiên cũng chỉ là tuân thủ bổn phận mà thôi. Hôm nay ta gọi ngươi đến là có chuyện muốn bảo ngươi đi làm. Nếu ngươi làm tốt, dĩ nhiên sẽ không thiếu công lao cho ngươi. Thiên hậu cứ việc phân phó, phàm là những việc trong khả năng, tiểu tiên nhất định sẽ dốc hết sức lực. Kiếp nạn khổ nhất trong nhân gian, người có biết là gì không? Hồi bẩm thiên hậu, bảy nỗi khổ của nhân gian, loại nào có loại đó, mỗi loại có một nỗi khổ riêng, thật sự khó mà kết luận được. Thế hãy sắp xếp cho cẩm mịch số mệnh khổ nhất trong nhân gian đi. Chuyện này, tiên căn của cẩm mịch tiên tử không ổn định là thật, nhưng tu hành vẫn tốt, không cần thiết phải trải qua kiếp số khổ nạn nhất. Một tinh linh bé nhỏ mà ảo tưởng thăng tiên phong thần, đoạt đi phúc chỉ của tinh linh trong lục giới. Nếu chuyện này bị truyền ra thì quy nghĩa của thiên giới để ở đâu? Thế chẳng phải sẽ khiến cho tinh linh nào cũng đều ảo tưởng được đứng vào hàng tiên bang sao? Nếu đã là độ kiếp thì bắt buộc phải trải qua kiếp nạn không thể quá giải nhất. Trải qua được nó thì mới gọi là độ kiếp. Thiên hậu nói rất phải, độ kiếp không phải là chuyện dễ, chỉ là tiểu tiên địa vị thấp hèn. Người cứ việc đi làm đi. Nếu làm tốt, bản tọa nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Điền cấp của ngươi cũng nên được tấn thăng rồi đó. Còn nếu ngươi làm không tốt, thiên hậu hậu đãi tiểu tiên, tiểu tiên cảm kích vô cùng. Tiểu tiên nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tiểu tiên sẽ trở về chuẩn bị ngay. 3 ngày sau sẽ đưa cẩm mịch tiên tử đến phàm giới.